Xin chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay em sẽ review cho bác và anh em mấy bộ mic hàng chất lượng mà giá lại rất đẹp luôn. Giá chỉ là 1.500.000 một bộ mic bãi xịn sò bao ship cho bác và anh em. Và bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng các bác nhé. Đây là lô mic Bomo, mã của nó là Pro 3800. Dòng này thì em có 5 bộ, tay của nó là tay màu xanh các bác nhé, tay màu xanh. Đấy, rất vừa miếng cho bác nào chơi gia đình một bộ mic bãi chất lượng. Bên trong của nó còn rất đẹp. Hàng bãi sơn nguyên zin thì nó có chảy xước nhẹ các bác nhá, có chảy xước đấy. Đấy các bác và anh em nhìn rõ nó có chảy xước này. Nhưng mà chủ yếu là chất lượng và chất âm. Chụp chiếc còn rất đẹp, không móp méo một tí nào luôn. Bên trong rất đẹp, còn nguyên lưỡi bi. Đấy. Thì lô mic này có 5 bộ các bác nhá, và có một bộ Bomo nữa. Đó là dòng mic này nó cũng kiểu của The Von các bác ạ. Nhưng mà công tắc của nó là công tắc gạt. Máy móc của nó rất xịn sò luôn. Đầu thu rất chắc chắn các bác nhé, rất dày dặn. Dòng này sử dụng côn của JDK và côn của The Von. Các bác và anh em hát côn này thì quá chuyên nghiệp rồi. Giá cũng là 1.500.000 các bác nhé. Và bao bên trong còn đẹp, còn nguyên zin lẫy pin cho bác và anh em. Đấy, rất đẹp luôn này các bác này, rất hợp lý cho bác và anh em cần một bộ mic hát hò gia đình tiếng chuyên nghiệp hay thì dùng mic bãi sẽ rất hợp lý. Nếu mà các bác và anh em bỏ ra cái số tiền là từ 1.6 triệu đến 2 triệu, hơn 2 triệu mua mic mới thì rất kém chất lượng các bác nhé. Còn các bác và anh em chơi hàng bãi như thế này thì chấp nhận nó xấu một tí nhưng mà nó đem lại một cái chất âm rất hay, chất âm rất hay. Trên đây em đang ghép một chiếc đầu thu. Chiếc đầu thu này hiển thị màn hình cực kỳ đẹp luôn, rất đẹp, hiển thị như là của The Von. Và mỗi bên volume của nó có một cái đèn led xanh rất đẹp các bác nhé. Và hai cái rắc 6 ly này cắm phone này, cắm viếc gì đây, đây là để cắm phone. Nhưng mà em chưa thử cái, các bác nhé, chưa thử cái tính năng này. Con này thì nó có lấy tần số bằng IR và lấy tần số tiểu ngoại đấy. Thì các bác và anh em có thể là dò tần số bằng IR. Hey, 4 5 6 7 1 2, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Lên tay tiếng của nó rất chuyên nghiệp luôn. Thì đằng sau lưng của tay mic nó có một cái mắt thần. Các bác và anh em muốn reset hay là đảo tay mic hay là đảo tần số thì các bác và anh em chỉ cần ấn vào set. Chẳng hạn các bác và anh em muốn đảo tay mic từ bên A sang bên B thì các bác và anh em ấn vào set. Đấy, nhìn cái tia rồi chạy chạy, các bác dơ cái mắt thần vào cái mắt thần đầu thu này. Đấy, thì nó sẽ tìm tần số cho bác và anh em. Đấy, khi nhận tần số thì nó sẽ báo một cái cột sóng ở trên để các bác và anh em biết là tay mic của mình đã nhận với đầu thu. 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Lên 4 5 6. Với giá tiền chỉ là 1.500.000 bao ship các bác nhá. Nếu mà bác nào có nhu cầu về dòng mic Bomo, đấy, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Hương Giang Audio 0979987696. Bên em chuyển hàng toàn quốc, các bác và anh em được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Các bác và anh em xem video thì hãy cho em một cái đăng ký kênh để kênh ngày phát triển hơn. Chào tạm biệt các bác.